Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa ban hành quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng đối với các kiểm toán viên của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Tiên y Tế Việt Nam. Cụ thể, danh sách bị đình chỉ gồm kiểm toán viên Phạm Hoài Nam, Lê Đình Tứ, Đỗ Hồng Dương, Trần Văn Đặng, thời gian bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Có 3 doanh nghiệp kiểm toán lớn trên thế giới tham gia kiểm toán SCB, trong đó có Deloitte Việt Nam. Deloitte thực hiện kiểm toán cho SCB từ 2017 đến bán niên 2019. Ông Lê Đình Tứ là người ký kết luận của kiểm toán trong báo cáo cuối cùng do Deloitte thực hiện cho SCB. Theo kết luận của kiểm toán viên do ông Lê Đình Tứ ký ngày 30 tháng 9 năm 2019, trong báo cáo tài chính soát xét hợp nhất bán niên năm 2019 của ngân hàng SCB không thấy có vấn đề gì khiến Deloitte cho rằng báo cáo hợp nhất giữa niên độ không phản ánh trung thực và hợp lý. Trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của ngân hàng SCB tại ngày 30 tháng 6 năm 2019 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của SCB cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán chế độ kế toán áp dụng cho các tổ chức tín dụng tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ. Trước đó, phiên xét xử đại án Vạn Thịnh Phát đang diễn ra từ ngày 5 tháng 3 và dự kiến đến ngày 29 tháng 4 trở thành tâm điểm chú ý khi số tiền rút ruột tại SCB lên tới vài trăm nghìn tỷ đồng. Ngoài trách nhiệm các bên, dư luận không khỏi thắc mắc về vai trò các đơn vị kiểm toán. Trong một thập kỷ, bà hãng kiểm toán thuộc nhóm Big 4 đều đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần với báo cáo tài chính của SCB và không cho thấy những điểm bất thường nào về tình hình tài chính của ngân hàng. Tại thời điểm tháng 6 năm 2021, đợt kiểm toán soát xét gần nhất trước vụ án, ngân hàng này có lợi nhuận trước thuế 6 tháng hơn 450 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 22.000 tỷ. Cũng cần nói thêm về những khó hiểu thể hiện trên các báo cáo tài chính SCB như báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022. Báo cáo gần nhất SCB công bố trước khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, ghi nhận hết tháng 6 năm 2022, tổng tài sản đạt hơn 761.000 tỷ đồng. Với tổng tài sản nêu trên, thời điểm giữa năm 2022, SCB nằm trong top 5 ngân hàng lớn nhất chỉ sau 4 ông lớn ngân hàng nhà nước. Hội đồng xét xử vụ án SCB đã đề nghị cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại ngân hàng SCB. Các kiểm toán viên có liên quan, nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý theo đúng quy định. Nhiều công ty chứng khoán gần đây có xu hướng tháo chạy khỏi các doanh nghiệp có tai tiếng. Nhiều công ty kiểm toán từ chối kiểm toán cho nhóm FLC của ông Trịnh Văn Quyết về vụ nâng khống vốn gần 4.300 tỷ đồng tại công ty cổ phần xây dựng FLC Faros ROS sắp được xét xử từ ngày 22 tháng 7 tới đây. Nhiều người cũng đặt câu hỏi, liệu còn ai vi phạm trong vụ việc này hay không. Một số nhà đầu tư cũng đặt câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của kiểm toán trong quá trình kiểm toán nguồn vốn của chủ sở hữu. Theo kế hoạch, ngày 22 tháng 7 tới đây, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử 50 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC. Trong số này, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết hầu tòa bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Trong số các cấp dưới của ông Quyết, nhiều người phải hầu tòa như Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị tập đoàn FLC, Nguyễn Thiện Phú, cựu kế toán trưởng tập đoàn FLC, Nguyễn Quỳnh Anh, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán BOS vân vân. Nhiều cựu lãnh đạo ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE cũng bị đưa ra xét xử như Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị HOSE, Lê Hải Trà, cựu phó giám đốc HOSE, Lê Công Điền, cựu vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng, ủy ban chứng khoán nhà nước vân vân. Ở vụ án này, tòa triệu tập tới 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu ROS với tư cách là bị hại, tòa cũng triệu tập 63.092 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu ROS với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tổng số người được triệu tập là 93.495 người. Đây là số người được triệu tập đông kỷ lục trong một phiên tòa. Cáo trạng xác định từ năm 2014 đến năm 2016, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo người thân, cấp dưới đứng tên làm cổ đông góp vốn lập và ký khống hồ sơ vốn góp. Qua đó, nâng khống vốn điều lệ của công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng. Ba bị cáo thuộc vụ giám sát công ty đại chúng và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gồm Lê Công Điền, Dương Văn Thanh và Phạm Trung Minh. Viện Kiểm sát xác định họ là những người có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc công nhận công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán cho công ty Faros. Các bị cáo này biết rõ hồ sơ đề nghị chấp thuận công ty đại chúng và đăng ký chứng khoán của công ty Faros chưa đủ cơ sở xác định số vốn thực góp là 4.300 tỷ đồng nhưng vẫn đồng ý chấp thuận công ty Faros là công ty đại chúng có số vốn góp là 4.300 tỷ đồng và 114 cổ đông. Đăng ký cổ phiếu ROS với số lượng 430 triệu cổ phiếu có tổng giá trị là 4.300 tỷ đồng trái pháp luật và đăng thông tin sai lệch này trên thị trường chứng khoán. Sau đó, số cổ phiếu đã được bán cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn HOSE để Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư số tiền hơn 3.621 tỷ đồng. Ngoài ra, cáo trạng xác định từ năm 2017 đến năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo người thân, cấp dưới, họ hàng mở nhiều tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng, các bị cáo thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với năm mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Sau khi giá các cổ phiếu tăng, bị cáo quyết chỉ đạo bán ra, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến có khoảng 80 luật sư đăng ký bảo chữa, trong đó riêng cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết có 4 luật sư bảo chữa. Mới đây, báo cáo kết quả công tác quý 2 năm 2024 cho thấy, toàn ngành thanh tra đã triển khai 30.805 cuộc thanh kiểm tra. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 27.068,9 tỷ đồng, 69,9 hecta đất, kiến nghị thu hồi 4.950,7 tỷ đồng và 23,6 hecta đất, xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 22.118,8 tỷ đồng, 46,3 hecta đất ban hành 26.961 quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức cá nhân với số tiền 969 tỷ đồng, kiến nghị xem xét xử lý hành chính 459 tập thể và 2.330 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý 49 vụ, 37 đối tượng. Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 556,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 10%, 17 hectare đất, xử lý hành chính 560 tổ chức, 1.958 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 29 vụ, 33 đối tượng, khởi tố 4 vụ, 4 đối tượng. Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 29 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra đạt 29,3%. Riêng thanh tra chính phủ thành lập 3 đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra tại một số bộ địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo các tỉnh thành phố Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, thành lập tổ công tác đôn đốc hướng dẫn thanh tra các bộ ngành địa phương thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên đề về công vụ, thanh tra chuyên đề quy hoạch, quy hoạch xây dựng. Đến nay, thanh tra chính phủ đã nhận được báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề trách nhiệm công vụ của 44 bộ ngành địa phương, hiện đang tiếp tục đôn đốc để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong quý 2 năm 2024, cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp tổng số 74.288 lượt người với 82.603 công dân đến khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh về 65.503 vụ việc, trong đó có 641 đoàn đông người. Dương thanh tra chính phủ chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân trung ương ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 690 lượt người với 2.459 người được tiếp đến trình bày về 686 vụ việc có 83 đoàn đông người. Cơ quan hành chính các cấp tiếp nhận 93.412 đơn các loại, đã xử lý 89.873 đơn, có 77.876 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 86,6% tổng số đơn đã xử lý. Qua xử lý có 5.046 vụ việc khiếu nại, 1.531 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước. Các bộ ngành địa phương kiểm tra tại 1.334 cơ quan, tổ chức đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 16 đơn vị vi phạm, tiến hành 589 cuộc kiểm tra, việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 25 vụ việc vi phạm, 229 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 8,2 tỷ đồng. Qua kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại 1.532 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã kịp thời phát hiện, chấn trình các sai phạm và xử lý 39 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Các cấp các ngành đã tiến hành chuyển vị trí công tác đối với 5.774 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng. Trong kỳ báo cáo có 13 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 13 người, cơ quan hành chính nhà nước phát hiện 10 vụ việc, 18 người liên quan đến tham nhũng. <laughs>